Chào toàn thể các bác làm thợ đánh vạc nhá, đặc biệt là các bác làm thợ đánh vạc bằng lưới tàng hình ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới đánh vạc được anh em thợ đánh sử dụng nhiều nhất. Thì đối với bác nào mà đang nhu cầu sử dụng về lưới đánh vạc ấy, thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn bên cơ sở em là ngoài bán lưới ra thì bán loa đài, đấy cũng như là nhựa bẫy vạc để phục vụ cho các bác thợ đấy. Lưới đánh vạc thì bên cơ sở nhà em là có hai loại nha các bác nhé. Một loại là cao 70 mắt, thì ở ngoài thị trường bây giờ người ta chỉ bán cái loại cao 60 thôi. Đấy, người ta cũng làm 3 túi. Mình cao 70 mắt, mình làm 3 túi thì nó nhiều thịt hơn. Đấy là cái mẫu lưới cũng được anh em sử dụng nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái lưới cao 100 mắt. Cao 100 mắt thì thường thường là bên cơ sở nhà em là độc quyền đấy các bác. Đấy thì như cái lưới mà con vạc đang dính đây là lưới cao 100 mắt này. Đối với lưới cao 100 mắt này thì khi mà tính chưa làm túi thì nó cao là 12 mét anh em. Đấy còn hoàn thiện túi rồi thì nó cao khoảng 4 mét rưỡi. Đấy thì các bác phải đánh trên cái sào từ 6 mét tới 7 mét. Nó đánh đẹp nhất là 7 mét các bạn. Đấy còn lưới thì sợi cước là sợi 20 anh em ơi. Đấy sợi 20. Đó và mắt lưới là mắt 12 phân nhá. Thì dòng lưới này thì các bác sử dụng đánh vạc này, anh em đánh cỏ trắng đi đêm này, anh em đánh sâm cầm, anh em đánh te vàng. Thì mỗi một cái loại lưới đánh chim đêm thì thường thường nó sẽ tổng hợp được vài loại các bác. Đấy thì cái mẫu lưới đánh vạc này thì được anh em thợ sử dụng nhiều. Đấy vạc lon. Đấy con này vạc lon cuối vụ này. Đấy thì đối với cái con này thì vào nó cũng không thể lọt được anh ạ. Đấy thường thường con vạc vào nhược điểm của nó thì chân nó quắp rất là kinh, nó không rút như là con cò lép anh ạ. Đấy vào là chân nó quắp kiểu như thế này thì nó ít ra lắm. Đấy trừ khi giả là nó đâm vào dây diềm hoặc là đâm vào cái phần túi ở trên đỉnh ấy. Đấy thì nó nhiều khi là nó lẩy ra hoặc nó trèo ra. Đấy chứ còn thường thường đã đâm đóng vào túi rồi thì khó trượt lắm. Lưới thì bên cơ sở là có hai khổ để cho các bác lựa chọn nhé, khổ 50m và khổ 100. Đấy, nhờ anh em ở làm tôi 30m hai cọc, 30m hai cọc thì báo cáo đối các bác là làm dây diềm gì cũng thế thôi. Đấy, dây diềm to thì nó căng, đấy, con vạc vào nó không bị võng nhưng mà nhược điểm của nó là nó không đóng. Còn nếu mà làm đúng cái dây diềm như em đang đánh đây và gửi đi cho anh em ấy, thì báo cáo đối với các bác là nó vào con nó võng thôi, là hỏng. Đấy, chúng ta cứ chơi làm sao mà cái tầm khoảng 25m một khoang. Đấy là đẹp. Đấy. Đây lưới đây. Lưới này thì dựng từ cái thời điểm là đầu vụ. Đấy, đến bây giờ thì nó rơi vào hơn 3 tháng. Đấy, lưới thì chất lượng nhuộm nó khá là ổn định. Bây giờ nó mới chuyển sang màu hung hung khói thôi anh em. Đấy, cũng ok rồi. Đấy. Đây là về lưới anh em nhé. Đây này. Lưới thì cái loại cao 70 mắt ấy thì giá tiền của nó rẻ thôi anh em. Đấy, còn cao 100 mắt thì nó đắt hơn tí. Đấy nhưng mà nói chung là tùy thuộc vào cái địa hình của mình. Nếu địa hình của mình mà nó nhiều sườn cây cao chẳng hạn thì các bác có thể là sử dụng cái loại cao 100 mắt. Còn ví dụ mà cái loại mà sườn cây thấp hoặc là cái lõng vạc nó về nó trao thấp ấy thì các bác sử dụng lưới 3 túi. Nhưng mà đấy là cũng theo kiểu áp dụng vào cái địa hình của mình thôi. Còn đánh lưới này thì địa hình nào cũng phải áp dụng. Đấy, ví dụ như là anh em đánh ở dưới ao, anh em đánh mô thì chặt một vài tay lưới vào thì nó hiệu quả hơn. Hoặc là anh em đánh dập chẳng hạn. Đó thì nó ok, hiệu quả hơn đấy. Đấy, lưới thì sợi đảm bảo cho anh em nhé. Đấy, búng thoải mái, không bao giờ sợ bị cả chạy mắt cả. Bởi vì đây là cái dòng lưới hải lợi cực kỳ là tốt hiện nay trên thị trường đấy. Và đây là cái mẫu lưới độc quyền này các bác. Đấy còn mùa đánh vạc thì ngoài miền Bắc thì bây giờ nó là đuối mùa rồi. Đấy con vạc thì nói chung là anh em nào bãi đẹp đánh quanh năm được. Đấy cứ đặt công ngày vài ba con là cũng được. Đấy còn ví dụ bác nào mà đánh xa ngoài đồng rồi thì nằm vất vả mà tối được vài ba con thì thôi rút. Đấy còn bây giờ thì nhường cuộc chơi cho các bác khu vực miền Nam, miền Trung. Đấy còn anh em miền Bắc thì bây giờ thì bác nào đỏ thì vẫn gặp luồng. Đấy vạc nó ăn quẩn, nó đọng, nó đi muộn ấy. Đó, và cái lớp vạc cuối cùng nó chút ấy. Đấy thì anh em cố gắng ví dụ mà bàn đẹp đánh vẫn đạt công thì anh em ngồi làm chờ ấy. Đấy mà con vạc với cái cân nặng trọng lượng của nó thường thường thì nó đều đều xô xô là thịt rồi là 4 nạng, khoảng 4 nạng rưỡi 5 nạng. Đấy khi nó đóng vào túi thì từ cái mép dây diềm trên cùng này đấy vào túi đấy nó xuống nó phải rơi tầm khoảng 6-70 phân. Đấy thì con vạc không bao giờ ra được và nhược điểm của nó thì nó quắp chân kiểu như thế này các bác này. Đấy, con lưới thì anh em mua bên cơ sở thì đều làm sẵn rồi nhé. Đấy, làm nhôi cọc này, lại, chia khoang túi này, đấy, thắt dây diềm này. Đấy, thì làm hết rồi, các bác mua về chỉ việc đánh thôi. Đấy, còn giới thiệu là một phần, các bác mua về sử dụng thực tế vẫn là một chuyện. Ok nhé, đấy, các bác nào mà có nhu cầu sử dụng về lưới đánh vạc thì có thể là tham khảo nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Đấy, chào các bác nhé.